Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Xe Máy Minh Thành. Thắm đang có mặt tại cửa hàng xe máy Minh Thành Lập Thạch. Ngày hôm nay thì Thắm sẽ mang đến cho các bạn một cái tin cực kỳ là hot và đang được rất là nhiều các bạn quan tâm. Đó là ở thời điểm hiện tại thì giá của tất cả các dòng xe đang hạ nhiệt, nhất là cái dòng xe Honda Vision là cái dòng xe đang được rất là nhiều các bạn quan tâm và rất là nóng trong cái thời gian tháng 6, tháng 7 vừa rồi. Thắm sẽ không để các bạn chờ lâu. Ngay phía bên tay phải Thắm đây là chiếc xe Honda Vision thuộc phiên bản cá tính. Ở thời điểm tháng 7 thì rất là nhiều các bạn có quan tâm và hỏi các cái dòng xe Vision, xe Lead. Nhưng hiện tại thời điểm tháng 6, tháng 7 thì những cái dòng xe này thì nó rất là khan hàng. Vì vậy là có một số mẫu, một số màu mà là sẽ không có. Thì ở thời điểm hiện tại cửa hàng Thắm đang về đầy đủ tất cả các màu cho các bạn lựa chọn nhé. Và một cái tin cực kỳ hot Thắm vừa nhắc đến đó là chiếc xe Honda Vision này thì hiện tại giá đang giảm khoảng tầm 4 đến 5 triệu đồng trên một chiếc xe. Ví dụ như bản này thì hiện tại giá ở ngoài 50 triệu thì hiện tại giá bên Thắm đang cập nhật của ngày hôm nay chỉ còn là 44 triệu 500 thôi, giá nguyên xe. Ngoài phiên bản cá tính này ra thì Thắm sẽ phiên bản cá tính này Thắm có màu đen nhám này, màu xanh xám. Ngoài ra thì Thắm sẽ có thêm phiên bản tiêu chuẩn này, phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì Thắm sẽ có màu trắng cho các bạn lựa chọn. Đối với phiên bản cao cấp thì Thắm sẽ có màu đỏ và màu xanh tím than. Đối với phiên bản đặc biệt thì sẽ có màu xanh nhám. Toàn là những màu hot và được rất là nhiều các bạn quan tâm. Giá chỉ dao động từ 41 triệu cho đến hơn 44 triệu thôi các bạn nhé. Và tiếp đến Thắm cũng sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng xe nữa. Đó chính là dòng xe Honda Winner X. Đây cũng là dòng xe được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm, nhất là các bạn mà yêu thích đi phượt, quan tâm đến các dòng xe côn tay thì không thể bỏ qua chiếc xe Honda Winner X này được. Bên cạnh Thắm là chiếc xe Honda Winner X thuộc phiên bản đặc biệt màu bạc. Như Thắm đã giới thiệu ở các cái video trước thì đối với phiên bản đặc biệt này thì bên Thắm sẽ có thêm màu đỏ nhám và màu đen nhám. Ngoài ra thì Thắm sẽ có thêm phiên bản tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thì sẽ có màu đỏ, màu đen và màu trắng. Phiên bản thể thao được kết hợp giữa màu đỏ, xanh, trắng, đen, tức là phiên bản HRC ấy ạ. Và giá của các cái chiếc xe này thì Thắm sẽ không để các bạn chờ lâu. Đó là chiếc xe Honda Winner X bản tiêu chuẩn, giá chỉ dao động khoảng hơn 37 triệu thôi. Đối với phiên bản đặc biệt thì và phiên bản thể thao thì giá chỉ hơn 39 triệu. Và các bạn đừng quên nhé, Thắm sẽ giới thiệu đến cho các bạn chương trình khuyến mại cực kỳ hot áp dụng cho tháng 8 đối với dòng xe Honda Winner X này. Đó là khi các bạn mua xe thì các bạn sẽ nhận một trong hai phần quà. Một là chiếc điện thoại Galaxy Samsung A13. Hai là các bạn sẽ được nhận một chiếc loa Bluetooth trị giá 4 triệu đồng. Các bạn nhớ nhé. Và đặc biệt có một chương trình nữa được áp dụng độc quyền bên Thắm. Đó là khi các bạn mua xe Honda Winner X, các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình trả góp 0% lãi suất. Khi mà các bạn chỉ cần trả trước từ 20% giá trị của xe trở lên, sẽ dao động khoảng tầm 8 triệu trở lên các bạn nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cái dòng xe này cũng như là các cái chương trình khuyến mại đang áp dụng cho các dòng xe thì các bạn cứ nhấc máy lên hoặc là kết bạn Zalo với Thắm theo số hotline là 0888 628 366 để Thắm hỗ trợ cho bạn nhanh nhất nhé. Tiếp đến bên ngoài này thì Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xe mà chưa bao giờ hết hot, đó là dòng xe Ablade. Bên cạnh Thắm là chiếc xe Ablade phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Đối với phiên bản 125/2022 này thì Thắm sẽ có thêm màu đỏ và màu xanh. Đối với phiên bản màu đỏ và màu xanh thì giá xe chỉ dao động khoảng tầm hơn 43 triệu thôi. Và phiên bản màu đen này thì hiện tại giá dao động khoảng tầm 48 triệu. Và khi các bạn mua xe bên Thắm thì sẽ có thêm rất là nhiều phần quà cho các bạn nữa. Và khi các bạn liên hệ trực tiếp theo số hotline của Thắm thì các bạn cũng sẽ có tăng thêm các cái voucher giảm giá hỗ trợ cho các bạn. Và tiếp theo đây Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc xe SHi. Đối với phiên bản SHi này thì ở các cái video trước thì Thắm đã giới thiệu các bạn rồi là bên Thắm sẽ có phiên bản 125 và 150. Phiên bản 125 thì sẽ có màu đỏ, màu trắng và màu đen, giá dao động chỉ khoảng 83 triệu thôi. Bên cạnh Thắm là chiếc xe màu trắng phiên bản 150 được trang bị cho các bạn phanh ABS. Đối với phiên bản 150 này Thắm có cả phanh ABS, cả phanh CBS. Và giá dao động khoảng tầm 95 triệu cho đến 115 triệu thôi các bạn nhé. Và các bạn đừng quên là tất cả các dòng xe bên Thắm thì đều hỗ trợ cho các bạn chương trình trả góp. Các bạn muốn đặt màu nào hoặc là muốn hỏi chi tiết hơn về cái mẫu nào thì cứ liên hệ cho Thắm. Như Thắm vừa giới thiệu đến các bạn là chiếc xe Ablade phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Thì ở phía đằng sau Thắm đây là chiếc xe Ablade thuộc màu đỏ. Đây là cũng là một cái màu mà rất là hot, cũng được rất là nhiều các bạn lựa chọn. Chiếc xe này thì được kết hợp giữa màu đỏ và màu đen, phân phối 125.
Và hiện tại cái bản này thì bên thắng chỉ để giá cho các bạn khoảng tầm ngoài 4-3 triệu một chút thôi ạ. Giá đang hạ nhiệt rất là nhiều đúng không ạ? Như tháng 6, tháng 7 thì chiếc xe này có giá khoảng tầm 47-48 triệu. Thì ở thời điểm hiện tại giá chỉ còn hơn 43 triệu thôi. Và Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc xe Honda Vision bản cá tính. Như đầu video thì Thắm có giới thiệu đến các bạn chiếc Vision màu đen nhám. Thì đây cũng là một chiếc của phiên bản cá tính nhưng nó thuộc màu xanh xám các bạn nhé. Và chiếc xe này Thắm cũng giới thiệu đến các bạn là nó đang giảm giá rất là sâu. Giá dao động đầu tháng thì nó rơi vào khoảng tầm ngoài 50 triệu thì ở thời điểm hiện tại nó chỉ còn hơn 44 triệu thôi. Ngoài ra thì Thắm sẽ có thêm rất là nhiều các phiên bản khác nữa. Các bạn muốn chọn màu nào hoặc là muốn đặt màu nào thì cứ liên hệ theo số hotline của Thắm trên màn hình đây. Thì Thắm sẽ hỗ trợ đặt xe cho các bạn nhé. Để nói đến Ablade thì không thể không nhắc đến Ablade 160 phiên bản 2022 vừa mới ra mắt đầu tháng 6 vừa rồi. Vừa rồi là Thắm có giới thiệu đến các bạn phiên bản 125. Thì đây là chiếc xe phiên bản 160. 160 thì Thắm sẽ có hai màu, màu xanh xám. Màu xanh xám đó thì thuộc phiên bản đặc biệt. Bên Thắm đang để giá cho bạn khoảng tầm 59 triệu. Còn phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn màu bạc đen. Phiên bản này thì Thắm đang để giá cho các bạn khoảng tầm 58 triệu thôi. Các bạn muốn biết thông tin chi tiết về các dòng xe này hoặc là muốn tham khảo các cái chương trình trả góp với các gói lãi suất cực kỳ ưu đãi thì các bạn nhấc máy lên liên hệ cho Thắm để Thắm tư vấn các bạn cụ thể hơn. Bây giờ Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn một số các cái dòng xe số. Phía bên tay Thắm đây là chiếc xe số GSX. Đối với xe GSX thì bên Thắm có 3 phiên bản vành nan phanh cơ, phiên bản vành nan phanh đĩa và phiên bản vành đúc phanh đĩa. Đây là phiên bản vành đúc phanh đĩa màu đỏ đen ạ. Đối với chiếc xe GSX này thì mỗi phiên bản nó sẽ có phân khúc giá khác nhau. Hiện tại thì bên Thắm đang có đủ các màu cho các bạn lựa chọn. Và giá chỉ dao động từ hơn 22 triệu cho đến 26 triệu. Tùy màu, tùy phiên bản các bạn nhé. Đó, như phía bên ngoài này Thắm có một chiếc vành nan phanh cơ này. Chiếc này thì chỉ dao động khoảng tầm ngoài 22 triệu thôi. Và được nó là màu xám kết hợp với các cái điểm nhấn màu đỏ rất là đẹp. Rất là nổi bật luôn nhé. Và tiếp đến nữa một cái chương trình khuyến mại mà cực kỳ hot trong tháng 8 này, Thắm sẽ giới thiệu đến các bạn áp dụng cho dòng xe số. Đó là khi các bạn mua xe Wayne Alpha hoặc là xe Blade số thì các bạn sẽ được hỗ trợ 800.000 lệ phí đăng ký xe, tức là phí trước bạ ạ. Và cái giá xe ở thời điểm hiện tại cũng rất là ưu đãi. Ví dụ như chiếc Blade số này giá chỉ dao động khoảng ngoài 19 triệu thôi. Bên Thắm sẽ có thêm bản vành đúc nữa. Bản vành đúc thì nó dao động khoảng tầm 21 triệu thôi là các bạn sở hữu xe rồi. Phía bên ngoài đây Thắm đây là chiếc xe Wayne Alpha màu trắng. Như các bạn cũng đã biết rồi là Wayne Alpha thì bên Thắm đang đủ màu, có 4 màu cho các bạn lựa chọn là trắng, đỏ, xanh, đen. Đây là chiếc xe màu trắng thuộc phiên bản vành đúc. Đối với chiếc xe này thì hiện tại giá chỉ dao động khoảng tầm 21 triệu thôi. Còn nếu mà đối với phiên bản vành nan thì giá chỉ dao động khoảng tầm gần 20 triệu. Và đang áp dụng cho các bạn là hỗ trợ cho các bạn 800.000 phí trước bạ. Các bạn đừng quên nhé là các bạn mua tất cả các dòng xe bên Thắm thì đều có được nhận rất là nhiều các phần quà. Và khi mà các bạn liên hệ trực tiếp theo số hotline của Thắm qua online, các bạn sẽ được nhận thêm các cái voucher ưu đãi rất là lớn. Và Thắm sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn hơn về các cái chương trình trả góp đang áp dụng cho tất cả các dòng xe. Các bạn đừng quên là bấm theo dõi kênh Xe Máy Minh Thành để cập nhật những cái video livestream báo giá mới nhất nhé.